tâm đức của Ngài, và cũng muốn tìm đến trước là chiêm bái cũng như là bái Phật, bái cái tâm Phật của Ngài. Và để ước muốn thầy là ngôn ngữ em nói chị khẳng định còn trong đó thầy đang luôn 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 còn thầy đó còn lại là thầy con đúng đi thầy đúng 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 đang ngừ ở trong ma cứ yên tâm đi bây giờ chứ không hỏi nhiều chứ mà đưa cho thầy đi ra đúng rồi thầy đang lọt hoài luôn đi đi vô trong đi người dân họ sẽ lấy chi không anh dân hỏi với tại sao nghĩ thì bây giờ thầy đi cho hay là ở lại ủa lại nghe dân dạ là ở cái cánh thầy bây giờ thầy đi đâu không biết không biết chủ là Thanh Phúc hả? Con là Hoàng Sáu TV. Đấy. Hoàng Sáu TV. À Hoàng Sáu TV. Dạ dạ. Mà 4 giờ chiều hôm qua là các người ở đi tìm này đang ở ngoài đó là thầy chưa qua. Một số người dân đi ngủ ở đây. Đó mà vì đang thầy ra đường một là người dân họ không biết. Đúng rồi. Mà mình phải về đây khi 3 giờ mình cũng thấy. À. Thầy đang ở đây, thầy đang ở đây, thầy chưa ra. Khi bố Hoàng là bây giờ bố Hoàng chưa? Bố Hoàng chưa? Thầy đi đâu? Bây giờ số anh em là ai bố đúng rồi là công cuộc khác. Bố rồi chỉ có bố bộ dân cũng bộ đồ dự trọ có trọ trong thôi bố rồi để thay đi rồi. Dạ vâng, và kính thưa quý cô chú anh chị thì qua đây là Châu Phú xin giới thiệu đến quý vị là phái đoàn từ Hà Nội về quý vị đi xuyên suốt là 13 tiếng đồng hồ quý vị. Dạ con chào quý cô chú nha. Rồi chào nha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thưa cô, con cũng chờ đợi hồi hôm qua tới bây giờ. Chỉ mong được gặp thầy thôi. Nhưng mà đó là sáng sớm con đã đi đến rồi, không có gặp được cô. Các anh em chiến sĩ đó đã nói là thầy đã đi rồi. Thì cô có thể chia sẻ đó là cái nguồn động lực nào thúc đẩy quý cô chú anh chị mà đi tới 13 giờ đồng hồ dữ vậy? Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mình biết được thầy qua hàng Phật, nhờ ơn người những số thì bọn chị mới biết được bạn và xem mạng mới biết được trí tuệ của thầy, và rất là tôn kính với cái tấm gương là một tấm gương để cho các hàng Phật tử bọn chị noi theo. Thế nên là bọn chị là những hàng Phật tử đã từng rất là ngưỡng mộ thầy. Nên ra là hôm nay thì biết rằng là đường xá xa xôi nhưng vẫn là chị em phát tâm vừa nói chuyện ra một cái là phát tâm đi luôn. Thế nên là cũng rất là mong ước là gặp thầy. Nhưng mà đứng từ sáng đến giờ là thầy chưa đi thì vẫn cứ đang ngồi đây đợi. Cũng mong muốn là được gặp thầy bằng được thì bọn chị mới về. Thật sự là như thế. Nếu mà thầy ẩn tu mà lâu quá thì bọn chị có thể tìm con đường khác. Nếu như mà trong một hai ngày thôi chị vẫn quyết tâm là gặp cần được thầy để lễ thầy rồi bọn chị chính quyền ở các nơi cũng thực hiện thầy để cho các hàng Phật tử của chị ngưỡng mộ thầy và có tâm với đạo thì để được đảnh lễ thầy này rồi cũng như là để thầy cũng như là một tấm gương sáng để cho các hàng Phật tử noi theo sau này có những người đã từng tu và những người chưa tu chưa hiểu gì về đạo Phật thì cũng nhờ ơn thầy mà để cho mọi người được giác ngộ nhiều hơn, tinh tấn hơn trên con đường cầu đạo. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chị. Chị có thể giới thiệu là chị tên gì chị? Chị là Xuân nha. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, đoàn Phật tử đi đến đây đó thì cảm nhận là ở 2-3 ngày cũng được quý vị. Thì xin thông báo đến chị đó. Thì em đi hồi hôm qua tới giờ em đã chờ đợi và em đã nắm được những thông tin chia sẻ của bà con đó là thầy là một là lên trên là đồi Quan Âm, hai là các anh công an nói là thầy đi hồi lúc 1 giờ rồi, ba nữa thì bà con nói chắc là thầy ở trong quân đội cho nên ẩn mình đó. Thì không biết là quý anh chị đó, quý cô đó, khi mà không gặp được thầy đó có cái cảm nhận như thế nào? Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, có thất vọng gì không? Chào cô nha. Tôi ước mơ là của các chị em là vào đây bằng giá là gặp được thầy, rất là hồi hở. Đi đến nơi thầy tối hôm qua nghỉ nhưng mà đến nơi thì
mọi người bà con bảo là thầy đi từ tối rồi, đi đêm rồi thì cũng không biết thực hư là như thế nào, nhưng mà mấy chị em vẫn cứ quyết tâm trên cái con đường của thầy bước qua để về Đà Nẵng thì cứ ngồi chờ. Còn nó cơ duyên được gặp thầy hay không thì cũng là do duyên mình có được gặp hay không. Yeah. Đấy. Yeah. Vì phải chờ tùy duyên, nếu mà thầy mà ẩn cư thì bọn này mấy chị em không được gặp. Còn cũng vẫn cứ bàn với nhau là sẽ ở đây và chờ đợi thầy bước chân trên con đường thì chị em cũng được chiêm bái ngài. Yeah. Một lần, đấy là ước mơ. Dạ dạ, mô như là Phật, cảm ơn cô ha. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, đi tổng cộng là phái đoàn đi 6 người phải không cô? Đi 6. Đi tổng qua. À 6 người. À đi 6 người. À vậy ha, là quý cô, quý chú đó thì khi mà đi như vậy đó thì mình xem trên những thông tin trên YouTube đó thì cô mến mộ thầy Thích Minh Tuệ đó. Ở điểm nào cô có thể chia sẻ không cô? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình cũng là người theo đạo Phật, mình cũng đang muốn đi tìm cái con đường để tu đạo để nó tinh tấn sáng suốt. Dẫn dắt đầu tiên là người trong gia đình, để tất cả mọi người cùng tu tập mến mộ cái tâm đức của ngài, và cũng muốn tìm đến trước là chiêm bái cũng như là bái Phật, bái cái tâm Phật của ngài. Yeah. Và để ước muốn là tất cả mọi người trong đất nước Việt Nam cũng như trong toàn cầu ai cũng có một cái tâm tịnh, tâm sáng để tu tập, và cũng mong là bề trên khai sáng để tất cả đều có được cái tâm thanh tịnh. Và tôi rất là ngưỡng mộ thầy Thích Minh Tuệ và rất muốn được nó chiêm ngưỡng, cũng chỉ mong các cấp chính quyền, công an, bộ đội tạo điều kiện cho nhân dân được gặp thầy, chỉ cần là một phút nhìn thấy để có một cái động lực tu tập, và để cho những người có đạo, chưa có đạo chuẩn bị đến với đạo, hiểu được điều này để phát tâm, và tất cả đều hướng đến một cái con đường thiện và tìm cho mình đúng đạo để tu. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn cô có một cái cảm nhận và có một cái nguyện vọng, các cấp chính quyền cũng hỗ trợ cho thầy đi khắc thực và đi truyền đạo khắp nơi. Chúc cô sức khỏe. Và cũng từ cái đó để tạo nên một cái ngọn lửa tâm đạo để về giúp cho những người chưa có điều kiện để đến với thầy, cũng như là chưa có hiểu biết nhiều về Phật đạo. Muốn từ qua cái YouTube này gửi đến cái lời thứ nhất là tri ân đến thầy và tôn kính đạo Phật, cũng như là mong cho tất cả mọi người đều hiểu được đạo và chọn đạo cho mình, và đạo nào cũng là dẫn dắt mọi người đến với chữ thiện và có một tấm lòng từ bi bác ái. Thì thưa cô, khi mà cô cảm nhận trong lòng của cô ha, nếu mà thầy đi một cái hình ảnh đi thất thực như vậy đó, và đi bộ hành đó, thì cô thấy có đem lại lợi lạc và lợi ích gì cho bà con không cô? Nhất là thầy tu như thế, một mình thầy chịu nắng này, chịu mưa, chịu khổ bộ, nhưng từ trong đó thầy toát ra và làm cho hàng ngàn hàng vạn con người nhìn vào đó để tu tập, để hoàn chỉnh lại, tức là hoàn thiện lại tâm của chính mình. Yeah. Và từ cái ảnh hưởng đó làm cho mình rất là tôn kính. Nhiều khi mình cảm giác nhìn thấy thầy là mình cảm thấy là nó cảm động lắm. Yeah. Nó chảy nước mắt, và mình ước gì cũng từ đó mà mình tu được, và mình cũng mong cho tất cả Phật tử trên đất nước Việt Nam cũng như là trong đạo Phật đều hướng về chữ thiện, hướng về cái đó để tu tâm, có trí tuệ để tu và dẫn dắt tất cả mọi người cùng bước lên con đường đạo chính giác. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn cô. Cô có thể giới thiệu cô tên gì không cô? Tôi là Hằng. Pháp danh của tôi là Diệu Nga. Cô Hằng, pháp danh là Diệu Nga. Thì cô qua cái cuộc phỏng vấn hôm nay thì cô có lời nào? Cô có lời nào để gửi gắm đến thầy không cô, và quý Phật tử luôn cô? Mong tất cả các quý Phật tử đều phát tâm Bồ Đề. Dạ. Và tất cả mọi người đều đủ trí tuệ để chọn đạo cho mình. Và đảnh lễ thầy A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy, chúc thầy luôn luôn an lạc và đi đến con đường mà thầy đã chọn. Dạ. Và đến nơi mà thầy cần, thầy muốn, và để đem lại cho nhân loại một cái gì đó gọi là ấm no, hòa bình và trí tuệ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn cô rất nhiều. Thì con xin chúc cho cô cùng với tất cả phái đoàn
có một sức khỏe thật là tốt và một pháp môn tu thật là kiên định, đến ngày viên mãn giải thoát. Và Nam Mô Di Đà Phật, chúc sức khỏe bình an. Dạ, và kính thưa quý cô chú anh chị, thì đây là nơi thầy Minh Tuệ đã dừng chân quý vị, và qua một đêm thì thầy đã hoàn toàn biến mất, không có ai mà biết hình bóng của thầy, không có ai mà gặp được hình bóng của thầy nữa quý vị. Cho nên là có bà con chờ đợi thâu đêm đối diện cái con đường ở đây nè quý vị, để mà nghỉ chờ thầy, nhưng mà cũng không gặp. Có người thì ngủ trên xe để chờ thầy cũng không gặp luôn quý vị. Thì bà con bây giờ rất là hoang mang. Hy vọng quý cô chú anh chị có thấy thông tin gì của thầy Minh Tuệ thì làm ơn comment lên trên kênh, hay gọi trực tiếp số các anh em nha quý vị. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. 7-8 xe toàn xe con này, mà từ lúc 10 giờ tối hôm qua rồi mà có thấy thầy đi ngang qua đây một không? Chắc bà đang trong đây, một là đang trong đây chứ chắc chắn là nữa, chứ còn em tin chuyện là thầy chưa đi. Thầy vô trong rừng là thầy chú là vừa chạy xe vào đứa, nhưng mà ai ông kinh là chú ơi, chú theo mà chú nghĩ đó, có khi nào mà bà con đông quá rồi ở đây người ta đưa lên trên xe để mà chở thầy đưa đi một đoạn không? Bao giờ ngồi xe thắng đi, kể cả có bóng thầy lên thắng không lên, em tin chắc là nữa, mà nói thiệt luôn nữa, không bao giờ thầy đi xe cả. Một là thầy đang trong đây chứ không có đi đâu. Dạ. Với bà lạc không? Dạ. Tiêu rồi. Là có ngày sáng thầy là. Ê, chú đi đâu ấy chú ơi? Dạ. Thầy đang trong đây này, nói hẳn đâu mà chú. Dạ, con cảm ơn chú nha chú. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Trong đây là có cái con tạm chánh lại. Có gì thầy cô ha. Kính thưa quý vị, đây là hình ảnh của người dân hoang mang quý vị, lo cho thầy, không biết thầy đã đi đâu quý vị, vì trước giờ không khi nào mà thầy đi trong đêm 1 giờ đâu quý vị. Thì theo quý cô chú chị suy nghĩ thầy đang ở một nơi nào? Chào thì, cô, con có thể chia sẻ cô chờ hồi mấy giờ tới giờ con? Dạ, 5 giờ tới 5 giờ chứ. 5 giờ rưỡi tới bây giờ thì sau khi cô chờ cô không gặp được hình bóng của phái đoàn của thầy đó. Thì cô tìm ai cô hỏi? Thì mẹ chú con ăn lại lên thầy đi rồi. Nói là có gì ba con phong tỏa đi về đi. Dạ. Đang đứng giữa đường mà cản trở vô không? Dạ. Dạ, vậy đó thưa con. Cô từ đâu về đây 5 giờ rưỡi con? Cô ở Huế, ở vườn đấy, vườn đấy. Có người cho thông tin là thầy Minh Tuệ cùng với phái đoàn lên trên đồi Quan Âm để ẩn tu, thì cô nghĩ như thế nào? Lên đâu? Lên đồi Quan Âm ở gần đây nè để ẩn tu, thì cô nghĩ như thế nào? Không chắc là lên ở đó thì gì thì lên nó mè đó thì đồ dùng cao lắm, thầy lên không có được đó. Dạ. Lên mè nó đến chùa Phật Đường đó. À, vậy là cô cũng biết cái điểm đó hả cô? Cô biết má, cô bị thương xương, cô cũng đi lên đó má. À, như vậy thì nếu mà con lội bộ từ đây lên trên tới mẹ Quan Âm là gỡ khoảng bao lâu cô? Lội bộ lên hả? Dạ. Cũng phải 2 tiếng. 2 tiếng. Dạ. Nhưng mà thầy Minh Tuệ có một cái sức khỏe rất là kiên định, con nghĩ chắc thầy lội lên được đó cô. Sức khỏe rất là tốt và kiên định cô. À. Kiên định nhưng mà sợ sức thầy đi dài ngày quá rồi. Dạ, dạ, Nam Mô Di Đà Phật, con cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe nha. Cái đồi đó nó lớn không con? Nó lớn. Trời ơi, nó lớn thì sao mà kiếm được thầy, không kiếm được đâu. Quán sạch chứ. Tại vì thầy đâu có phải là ở ngay cái miếu hay cái gì đâu, mà thầy sẽ ở một cái hang đậu, cái ốc nào đó. Không, tới 60 người á là đồng hành cùng thầy lắm. Ở trong hang không nổi đâu. Từ dưới đó lên đây là tôi dừng nhiều trạm, không có, chỉ có chỗ này công an tập trung là ôn ở mấy ông ở đây thôi. Dạ, tối theo tôi á, theo tôi là mấy ông ở đây. Dạ, vì bây giờ chỉ từ dưới bãi cái sổ lên đây chỉ có công an tập trung chỗ này rồi. Dạ. Tức là ngày hôm qua tôi qua trên mạng á, thì mấy cụ thật vì vô đây vô đường này nè. Dạ. Thì hôm sáng nay đến đây là họ đuổi hết, nhưng mà bây giờ công an tập trung đây là cả quỷ ngay ở đây chẳng hạn. Theo tôi là như thế, tôi làm thầy bói thôi. Yeah.
chẳng biết chứ. Vậy chú có nói được là thầy đang ở đây hả? À, tôi bảo là thầy đang ở đây. Vậy quý vị thì có... chính quyền mà trật tự người ta tập trung đây, tức là ngài ở đây. Chứ còn chứ dự đó lên đây không có gì hết. Có người chạy từ hồi khuya tới bây giờ trên cái tuyến đường cao tốc này mà không có gặp thầy. Thì, nếu mà thầy đi một giờ là sẽ gặp đó. Vì từ ngoài, tôi thấy từ mà ngoài Nghệ An vô đây là thầy mệt mỏi quá. Dạ. Cho nên là có thể là người ta để cho thầy yên tĩnh mà lăn nhậu. Dạ. Mà gặp mẹ, đấy xa là cái con đi được quốc lộ 1 á. Gặp mình dân chợ Đông Ba mà ra thì hết đường đi luôn. Dạ, dạ. Đây mà con hết đường đi. Dạ. Đó. Rồi con cảm ơn chú đã chia sẻ. Theo chú nghĩ là thầy đã ẩn ở đây. À, theo tôi là như rửa thôi chứ con cũng chẳng biết. Dạ, dạ. Thì hồi sáng con cũng nghĩ là sư sẽ ẩn đâu đó ở đây thôi. Nhưng mà xe. Là chỉ là một cái suy nghĩ của mình thôi chứ không có chắc chắn ạ. Đúng rồi, không chắc. Dạ, rồi. Là rồi bây giờ còn những cái phần này thì cô chú sẽ xử lý như thế nào ạ? Không, bây giờ đợi quỹ này ra thì quỹ này ra đó thì xin đúng chưa? Dạ. Mà quỹ này không ra đó, thì tôi về chờ tôi được cho nghe nghe. Dạ, dạ đúng rồi, đó là điều hợp lý ạ. Con cảm ơn tấm lòng của cô chú rất là nhiều đã dành cho sư và tăng đoàn và những người khó khăn. Chúc cô chú luôn luôn mạnh khỏe, bình an và vui vẻ. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ, và kính thưa quý cô chú anh chị thì hiện giờ Châu Phú đang đứng cặp quốc lộ 1A quý vị. Thì đây là hình ảnh của bà con, người dân khắp mọi nơi về đây và đang hoang mang quý vị. Vì không biết thông tin hiện giờ là thầy đang ở nơi nào, tại sao người dân ngủ ở phía trước có, phía bên hông có, và trực hờ ở nơi đó xuyên suốt luôn quý vị. Và có người thì đi mấy chục cây số cái con đường tránh này nhưng mà không có gặp được thầy quý vị. Thì không biết thầy đây là ở nơi đâu, hẳn mình đây đâu. Phật tử quý vị. Đây là mặc dù có gia đình đi làm lụng vất vả nhưng mà cũng xem về hạnh tu của thầy Minh Tuệ. Và khi cô đi đến đây đó là cô xúc động và cô khóc quý vị. Không gặp được thầy Minh Tuệ. Vì thầy cùng với 60 vị đã biến mất trong đêm quý vị ha. Thì có người đồn rằng thầy lên núi ẩn tu, còn có người chia sẻ rằng là thầy đã lên trên xe, và cũng có người nói rằng là thầy đi vào 1 giờ đêm. Thì không biết câu chuyện như thế nào, mời quý cô chú anh chị sẽ đồng hành nha. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết đâu, nói chung là từ ngày hôm qua là đã bị thậm chí đây đó là thầy này cũng bị mời về là bên an ninh mời về nữa đó. Cho nên là tới sáng lại thì là đã mất tiêu ha. Cho nên là rất là khó. Dạ. Cô có gặp được thầy lần nào chưa? Chưa luôn. Cô mến thầy Minh Tuệ như thế nào mà cô thấy là cô đến đây không gặp được là cô rưng nước mắt ra cô? Cô cảm nhận như thế nào vậy thầy? Không biết đâu. Nói chung là từ ngày hôm qua là đã bị thậm chí đây đó là thầy này cũng bị mời về là bên an ninh mời về nữa đó. Cho nên là tới sáng lại thì là đã mất tiêu cho nên là rất là khó. Dạ. Cô có gặp được thầy lần nào chưa? Chưa luôn. Cô mến thầy Minh Tuệ như thế nào mà con thấy là cô đến đây không gặp được là cô rưng nước mắt ra cô? Cô cảm nhận như thế nào vậy thầy? Thương thầy. Mình đi xe đấy, mình thấy cũng mệt. Mình thấy đi bộ, mình nằm trên. Dạ. Cô đi từ đâu về đây cô? Đi về giữa biển. Dạ. Vậy hả cô? Thì kính thưa quý cô chú anh chị, cô thấy đi đến đây không gặp được thầy cũng xúc động khóc quý vị.
Thì cô quyết định cô đứng đây cô chờ nó hay sao con? Hay đi, đây đi là quyết định là đi chị gặp. Dạ. Cô mong cô gặp được thầy thì cô sẽ làm gì cô? Chim bái. Chim bái. Dạ. Cô mến ở đức hạnh của thầy ở điểm nào cô? Rất là tuyệt vời. Dạ. Khi cũng có Phật Pháp, đi việc. Thầy hai bạn đâu đang không ai làm được hết. Dạ. Thầy thôi. Nếu mà thầy á, là ẩn luôn thì cô có cảm nhận như thế nào? Đi theo thầy luôn. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. À, vậy thì gia đình của cô có đồng ý cho cô đi không? Thì mà chống lại á, thì nói đi nghĩ lại chứ mẹ già lắm, chỉ 98 tuổi thôi. Dạ. Con chung thì bình. Dạ. Mà giúp cái muốn đi làm mình cho cái nghĩ lại thì đi thì cũng bỏ. Dạ. Mà già thì chung cả. Dạ. Qua đây cô gửi đôi lời tới thầy Minh Tuệ, nhưng mà là cô không có gặp được thầy đó thì cô cũng gửi lời nhắn nhủ gì đến với thầy hết không? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cô có nhắn nhủ lời gì với thầy không cô? Em thề là chúc thầy được sức khỏe và chứng cận đá mềm để cái thầy được đến con đường tu học rồi để cho giúp đỡ cái đời. Dạ. Được mà chúc thầy em về 60 thầy tất cả. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô. Nam Mô A Di Đà Phật, con chào sư. Thưa sư, sao mà phái đoàn của thầy Minh Tuệ đi rồi mà sư còn ở đây? Dạ, con có ở đây rồi. Dạ. Sư đi đâu con không biết, nói chờ là không biết đoàn của sư đi hay chưa. Lúc tối là sư ngủ ở đâu? Tối là đang ngủ ở đây mà gần kia là bên an ninh là kêu về trụ sở trên kia ngủ. À vậy là bên an ninh là mời quý sư đi về trụ sở ngủ. Dạ. Là mời đông không sư? Cũng ở đây thì 4-5 người đó. 4-5 người. Đi. Bình thường. Dạ. Bình thường. Vậy là thầy thấy những video của thầy Minh Tuệ đó thì thầy là xuống tóc. Để mà đi đồng hành cùng với thầy Minh Tuệ luôn. Nhưng mà thầy chưa có được vào đi chung hay sao mà thầy ngủ riêng mà bên an ninh mời thầy? Chưa được vào. Lúc hôm qua thì thầy nói chưa đủ y bác xuống tóc rồi mới được đồng hành cùng các sư. À vậy là thầy từ ở đâu về đây? Bình Thuận. Trong cảm nhận của thầy á, thấy thầy Minh Tuệ như thế nào mà thầy quyết định xuống tóc để mà đi đồng hành cùng với thầy Minh Tuệ với thầy? Thầy như là một vị Phật sống. Dạ. Nhìn thấy cái lối thoát của từ ở thầy. Dạ. Mình đi tìm cái gì giải thoát cho đời mình á. Dạ. Chỉ có nhìn thấy thầy như vậy là mình tìm được cái giải thoát của mình. Dạ. Mình đi theo như vậy thì ai là người xuống tóc cho thầy? Hôm qua thì có nhờ một anh đó cũng đi khổ hạnh cùng á. Dạ. Thì nhờ anh đó xuống. À vậy đó thầy. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, thầy này là gời gia đình để mà tìm đường tu giải thoát. Thầy ơi, vậy thầy có gia đình, có con vợ con gì không? Dạ chưa. Chưa luôn. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn thầy. Chúc thầy có nhiều sức khỏe và tinh tấn trên con đường tu, đạt thành sở nguyện. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.